Mình sẽ hướng dẫn anh em cách cài đặt hack 83bo nhá. Đầu tiên anh em click ngay dưới link mô tả, anh em tải và cài đặt. Sau đó anh em giải lại nó ra, rồi anh em cho nó vào các cái thư mục. Anh em phải xem kỹ video nhá. Anh em cứ xem kỹ là chắc chắn anh em sẽ biết. Và mật khẩu đây anh em, nhớ phải xem kỹ nhá. Anh em mà không xem kỹ thì không làm được thì mình vẫn sẽ hỗ trợ anh em. Anh em chỉ cần comment thôi nhá. Nhưng mà chắc chắn bảo mẫu là anh em làm và cài đặt chỉ chắc chắn lên được 90%. Và anh em lên đổi sang ngôn ngữ Ấn nhá. Anh em đổi hết sang ngôn ngữ Ấn, tỷ lệ thành công là cao nhá. Nói chung là nó cực kỳ là dễ luôn. Còn chần chừ nữa bỏ ra 2-3 phút vào cài đặt và tải thôi anh em. Vượt link tải và cài đặt đơn giản cực kỳ luôn. Và sau khi anh em cài đặt xong thì anh em sẽ được như trong video luôn, cực kỳ là ngon, bá đạo trên từng hạt gạo luôn nha anh em. Anh em sẽ tải cái link dưới phần mô tả và anh em làm theo bước 1, bước 2, bước 3 này này. Anh em đọc là anh em cũng tự hiểu, mình không phải nói không ạ. Anh em chỉ cần bỏ ra tầm 2-3 phút là anh em có ngay một cái phần mềm để anh em chơi. Nói chung là nó cực kỳ là đơn giản luôn. Anh em vào theo cái tên miền. Sau khi anh em vào tên miền, anh em sẽ kéo hết xuống dưới, anh em click vào chữ continue lấy mã. Anh em lại vào lại trang đầu, anh em nhấp vào phần nhập mã xác nhận, rồi anh em xác nhận captcha, anh em ấn get link, nó sẽ tự động tải về cho anh em nha anh em ơi.